Con mới biết tu tập có đọc kinh sách thấy dạy sắc thọ tưởng hành thức nhưng con chưa nắm rõ, xin sư từ bi chỉ dạy con. Cái đầu tiên mà chúng ta cần biết đó là dạy chứ không phải dạy ha. Dạy thì nó dạy lắm nha, dạy dạy nói một cách ngắn gọn á, sắc thọ tưởng hành thức là gì? Sắc là những cái thuộc vật chất của cái cơ thể này nhé, những cái thuộc vật chất thì chúng ta gọi là sắc. Ví dụ như là sự cứng mềm nè, mịn nhám, rồi sự liên kết, rồi cái nhiệt độ cơ thể, những cái tính chất thuộc cái vật chất thì chúng ta gọi nó là sắc đấy. Hoặc là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, mật đàm, tim, gan, mủ máu, mồ hôi, phẫn, nước tiểu thì nó thuộc về sắc. Thọ là gì? Thọ là những cái cảm giác, những cái cảm giác khi mà các cái giác quan của chúng ta tiếp xúc với các cái đối tượng của nó. Ví dụ như da chúng ta tiếp xúc với gió thì nó có cảm thọ là mát hoặc là lạnh hoặc là nóng, tùy theo cái gió đó là gió gì đấy. Rồi mắt chúng ta nhìn thấy hình ảnh thì nó cũng có cảm thọ là dễ chịu hay khó chịu. Ví dụ như mắt chúng ta nhìn thấy người thân thì nó là thọ lạc, hoặc mắt chúng ta nhìn thấy kẻ thù thì nó là thọ khổ. Ví dụ như sáng sớm hôm nay là tự nhiên là sư nhận được một cái tin nhắn là thấy nguyên ngày hôm nay là nó khổ nguyên ngày này đấy. Cho nên đó, đó là cái thọ ha. Còn cái tưởng, tưởng là gì? Tưởng là cái biết mà dựa theo cái sự suy xét, dựa theo cái sự tưởng tượng, dựa theo cái biết dựa của kinh nghiệm bản thân. Ví dụ như mình đã từng kinh nghiệm, mình đã từng biết được đây là nóng nè, đây là lạnh nè, đây là đẹp nè, đây là xấu nè, đây là con mèo, đây là con chó, thì nó thuộc về cái nhiệm vụ của anh tưởng. Còn hành ấy thì nó là cái khía cạnh thiện ác mà Đức Thế Tôn nói là phúc hành hoặc là phi phúc hành ấy. Đó là các cái khía cạnh thiện ác. Ví dụ như khi chúng ta nghĩ đến một người mà vì nghĩ đến cái người đó mà chúng ta phiền, hoặc khi chúng ta nhìn thấy một cái hình ảnh, một cái tin nhắn mà khi chúng ta nhìn thấy cái tin nhắn đó chúng ta cảm thấy phiền và chúng ta khó chịu và cái tâm sân nó xuất hiện, thì từ đó là cái bất thiện nó khởi lên. Hoặc là khi chúng ta nhìn một cái người nào đó mà chúng ta khởi cái lòng từ mẫn đối với họ thì cái đó là cái tâm thiện nó khởi lên. Thì đó là cái khía cạnh thiện hay là bất thiện. Mình mà nói một cách đúng hơn á là nó là phúc hành hay là phi phúc hành ấy. Rồi còn thức á, thức là cái biết, cái sự ghi nhận của các giác quan. Của các giác quan, ví dụ như mắt có chức năng là chụp lấy hình ảnh, tai có chức năng là chụp lấy âm thanh, thì nó là thuộc về cái thức đấy. Thành ra chúng ta có thể nói nó là cái biết đơn thuần, cái biết đơn thuần của các cái giác quan. Một lần nữa sư lại nói, đương nhiên là cái này sư không có thể nào sư giữ bản quyền, tại vì phải nói là nếu như mà một cái vị khác mà muốn định nghĩa thì sư không biết là họ phải định nghĩa như thế nào nó để mà khác cái định nghĩa của sư, hoặc là một cái sư phải dùng cái cách nào đó để sư định nghĩa nó khác đi với cái định nghĩa của một cái vị thầy nào khác thì nó kẹt lắm ha. Đấy mà thiên hạ là cứ đòi cái này những cái như vậy mà phải giữ bản quyền thì sư cô không biết là phải nói như thế nào.